Xin chào các bạn đã quay trở lại với Sao Hoa Hàn, kênh tổng hợp tin tức về các ngôi sao hoa ngữ và Hàn Quốc. Và ngay sau đây hãy cùng mình nắm bắt những thông tin thú vị có trong ngày hôm nay. Rating phim Hàn ngày 9 tháng 11, Snowdrop tăng trở lại nhờ nội dung hấp dẫn. Trước tiên chúng ta sẽ đi đến tâm điểm của ngày hôm qua, đó là Snowdrop. Bộ phim cận đại ngược tâm với đầy những tình tiết hấp dẫn của JTBC đã ghi nhận rating 3,1%, tăng đôi chút so với tập trước đó. Mức rating này không quá cao, nhưng vì chứng kiến tất cả những sóng gió mà Snowdrop đã trải qua, thì việc phim vẫn đang phát sóng tiếp thôi đã đủ để thấy là kỳ tích. Vậy mà con số vẫn tăng thế này thì đương nhiên là vui vẻ rồi. Xin chúc mừng Jang Hae-in, Jisoo và đoàn phim. Trong khi đó, đối thủ Bulgarian của TVN thì rating vẫn đang ở mức ổn với 4,2%, giảm 0,2% so với tập trước. Tuy chưa thể quay lại mốc rating vượt 5% như tập đầu, nhưng tạm thời thì những tập vừa qua, Bulgarian vẫn đạt con số cao hơn đối thủ và tôi đánh giá là thành tích này đáng khen ngợi. Về phần Uncle của TV Chosun, sau những con số ấn tượng ở những tập trước thì tối qua lại có một màn sụt giảm kha khá tới 1%, dừng lại ở mức 7% với tập 10. Nhưng dù có giảm thì Uncle vẫn làm cực tốt với vị trí của mình. TV Chosun là đài cáp nhỏ, nhưng rating lại áp đảo cả TVN và GTBC rồi đấy. Hai bộ phim của KBS chính là nhân vật đặc biệt của ngày hôm qua. The King of Tears Li Bang Quân đã lại gia tăng thêm đôi chút, đạt con số 10,2% trong tập hôm qua. Trong khi đó, bộ phim gia đình nổi tiếng Young Lady and Gentleman chính thức cán mốc mới vô cùng ngoạn mục 36%, đánh dấu một bước nhảy vọt không tưởng. Cứ đà này thì nửa sau phim, có khi rating sẽ có thể vượt 40%. Phim gia đình KBS quá mạnh, gần như là độc chiếm hết cả khung giờ rồi. Chúc mừng đoàn phim! Cuối cùng là bộ phim thần tượng Let Me Talk này của đài SBS đã ghi nhận chỉ số 1,7% cho tập phim duy nhất trong tuần qua, xếp cuối cùng trong bảng rating ngày Chủ nhật.